Cho nên các bạn thấy, các bạn đừng có, các bạn hãy rèn luyện và học tập đi. Tôi cỡ nào tôi cũng chơi được hết. Cho nên khi các bạn nghĩ các bạn làm được, các bạn sẽ làm. Hiện giờ tôi có 12 giáo viên dạy âm nhạc. Tôi đặt hàng để viết cái bài nhạc cho trường tôi, không ai viết ra được hết. Tôi tức quá, hai đêm tôi thức tôi viết xong ca nhạc, ca khúc. Và các bạn nghe cái ca khúc tôi biểu diễn xong, các bạn nói trời ơi, thầy ơi chỉ có thầy mới viết được, chứ tụi em mấy tháng nay tụi em viết được có hai hàng à. Không hiểu được toàn bộ triết lý của cái trường để mà viết. Mà học đại học có như nhạc viện ra đấy. Thì nếu các bạn rèn luyện, các bạn đào luyện thì các bạn sẽ vượt ra. Thí dụ tôi viết cái ca khúc này tôi đặt tên là Lăng Kính. Có nghĩa là trong cuộc đời các bạn, bạn sẽ nhìn cuộc đời này qua bằng cái ánh mắt gì, bằng màu sắc gì, thì nó phải thể hiện y chang các bạn vậy luôn. Ha, các bạn nghe ha. Tôi nghĩ chắc bạn nào cầm cái micro áp vô vô trong cái để nghe cái tiếng nhạc. Bạn mở được cái micro lên. Cuộc sống chúng ta có những thay đổi này, nó sẽ có 6 màu sắc trong cuộc đời này để chúng ta tự chúng ta nhìn để xây dựng hình ảnh của mình. Say sưa chén một đôi mắt màu nâu thay mình thêm nỗi sầu, người đời ghét mặt nhau đua đòi thêm say máu, tình người chẳng bền lâu gieo buồn gieo khổ đau. Thế hãy
bay đời như gió ngàn, dù sống có lầm than mơ ngày về thanh thang, cuộc đời rất nở mang vui tiền đàn hát vang. Sau màu sắc các bạn tự chọn cái hình ảnh của mình sẽ thể hiện. Nếu các bạn chỉ nhìn đời là u tối chỉ màu đen, không các bạn chỉ chửi rủa, các bạn là cuộc đời. Nếu nhìn bằng ánh mắt màu nâu, các bạn chỉ có than vãn, cuộc đời bạn là quê Quảng Ninh. Nếu nhìn cuộc đời bằng màu xanh, blue is love, thì bạn thấy cuộc sống này cũng là yêu. Mọi người đang biết yêu thương nhau. Nếu nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng, thì bạn thấy thật đẹp nhưng mà liệu hồn. Nhìn đời bằng ánh mắt trẻ thơ thì cuộc đời nó thật là trầm trẻo và vui lúc buồn lúc giận lúc hờn. Nhưng cuối cùng tôi có nói cái màu cuối cùng là nhìn đời bằng trần gian, thì các bạn thấy cuộc sống này như gió ngàn. Dù có sướng khổ, có giàu có hay là đã lầm than, thì cuối cùng, cái đích cuối cùng, người ta cũng mơ một ngày về thăm thảm đoàn tổ ông bà hết sức nhẹ nhàng. Cho nên cái ánh mắt cuối cùng á, là ánh mắt của đời sống tâm linh á, mà nó là ánh mắt đời thực của cuộc đời. Nhưng bởi vì các bạn mới đi có 1/4 đoạn đời, bạn mới có 1/4 nên các bạn chưa cảm, thì từ từ không sao. Cho nên cuộc đời mà nó dứt nợ mang thì chúng ta rất là thoải mái. Và cái hobby có nghĩa là cái sở thích của tôi hay viết nhạc. Tôi làm công việc rất nhiều, nhưng các bạn thấy khuya thì tôi chỉ ngồi vào cây piano là tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi chưa từng một ngày đi học piano. Tôi ôm cái đàn guitar mà tôi có thể viết nhạc, nhưng mà tôi chưa từng một ngày đi học nhạc. Các bạn có thể làm được điều đó. Các bạn giỏi hơn tôi dám cả. Nhưng mà bởi vì tôi đã rèn luyện tôi điều này từ khi tôi bắt đầu vào đại học, cho nên tôi có thể, tôi làm được. Cũng như một công trình kiến trúc tôi cũng thể làm được, bởi vì tôi vượt khó được rồi. Mà khi tôi vượt khó được rồi, tôi không còn sợ gì nữa, bởi vì tôi đã vượt qua bài tập khó trong cuộc đời. Cho nên mục tiêu tôi đến đây là để rèn luyện bài tập. Cái bài hát thứ hai tôi tặng các bạn, tôi viết dành cho giới trẻ sinh viên. Bài này có cái tựa đề là ước mơ. Có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta có nhiều ước mơ, có nhiều khát khao, mà tôi không biết các bạn có làm được hay không. Các bạn nghe cái ca khúc bài này, ca từ của nó, thì bạn sẽ hiểu được các bạn sẽ làm gì nha. Mê không nguôi ngoai, bao ngày dài mê lối, tìm ước mơ ngày đường dài quá dài, sợ quá bao trong gai và lo mình kém tay, thì ước mơ mà lòng đầy nghi ngờ, nên em còn chần chờ, anh còn như ngủ mơ, tìm ước mơ ngày được xa gần, nên em còn lần thân, anh còn ngại ngần. Ta hẹn ngàn lần thì mãi vẫn chỉ là ước mơ. Hãy lắng nghe nhịp đập từ tâm hồn, nhịp
đam mê sâu chôn sẽ bừng dậy khắp chốn. Lời trái tim ngập tràn niềm ước vọng, lừa đam mê trong mong ngày mai đời hướng nhau. Ước mơ rồi thành hiện thực, từ khi em say mê đi tìm nguồn tri thức và dẫn thân vượt ngàn muôn trùng, là khi con tim em sụp sôi làm đến cùng. Hãy khát khao tựa ngon sóng trao, trong lòng dạt dào bao niềm tự hào, cùng vươn lên đỉnh cao, cùng cháy lên ngập tràn ngọn lửa lòng, sôi nhịp dòng mạch hồng không còn gì ngại ngùng. Ta cùng vươn nhìn chung để đến với bạn cùng ước mơ. Lắng nghe từ trái tim, hãy khát khao và dấn thân bừng cháy lên ngàn ước. Nhưng mà cái ca từ thì em đã thấy, hãy lắng nghe nhịp đập của tâm hồn, thì tự nhiên niềm đam mê sâu chôn sẽ bừng dậy khắp chốn. Và nghe lời trái tim hãy nghe lời từ tâm hồn. Cái đó là cái thầy mới hướng dẫn nhìn vào bên trong của mình. Đừng có chạy theo cái bên ngoài. Chạy cái bên ngoài bạn sẽ thấy là mình không có tài. Chạy cái bên ngoài nên bạn cứ trần chờ, bạn cứ lần khờn, bạn cứ ngại ngần, và bạn hẹn ngàn lần thì mãi chỉ là ước mơ. Vậy muốn ước mơ, các bạn phải đi tìm một tri thức, các bạn phải khát khao, và các bạn phải dấn thân, và các bạn phải làm tới tận cùng. Mấy câu chuyện sáng nay thầy kể nó, và muốn lãnh đạo được bản thân, bạn phải hiểu từ bên trong, lắng nghe tâm hồn mình, lắng nghe trái tim mình muốn gì, không chạy theo bên ngoài. Muốn xây dựng hình ảnh thì nhớ 6 màu sắc cái bài lăng kính của thầy. Bữa nay trở đi trên Facebook không còn cái tiêu cực nữa, không còn nữa. Hãy đem cái năng lượng, ta gọi là một cái positive energy, để truyền cho người khác. Bạn bắt đầu trong mắt người khác, bạn đang có giá trị trong xã hội. Còn bạn đưa những cái không hay lên thì bạn đang vô giá trị. Một cái bạn mang lại cái vô giá, còn cái bạn mang vô giá trị thì chúng ta chọn. Thì đó là cái cách của bạn. Thì chia sẻ các bạn về cách xây dựng hình ảnh. Rồi, bây giờ sẽ có khoảng rồi, hết giờ rồi. 10:30 là hết hả cô hả? Cứ nói hả? Rồi, chúng ta sẽ có 15 phút để đặt câu hỏi. Tại chiều nay thầy còn một ca.